Anh này, anh làm gì anh cười to quá vậy? Thì răng đẹp thì cười to thôi. Răng đẹp mà lo gì đúng không? Tại sao nỡ phúc nỡ hại tôi? Em có hại thì đâu thầy? Chính thầy, trong toilet thầy thấy cái hóa đơn làm răng giả của tôi. Mày biết mà thầy đem này nói với tất cả trong trường này. Trời ơi, còn gì là mặt mũi của Lê Bá Nguyệt này nữa. Ôi thầy, vậy là thầy làm răng giả hả thầy? Chứ còn cái gì nữa? Em đâu có biết thầy làm răng giả đó thầy. Trời ơi, thầy làm răng giả y như thiệt, bữa em không để ý luôn thầy. Thầy không biết thiệt hả? Dạ, em đâu có biết đó thầy. Thầy đừng có nói dốc tôi. Em không hề biết luôn, bây giờ thầy nói em biết là thầy làm răng giả. Trời ơi, cả thầy cô đều biết, bà Lao Công còn biết mà. Ủa, sao người ta biết thầy? Cái đó tôi phải hỏi thầy. Em đâu có biết đâu thầy, trước giờ em đâu có biết thầy làm răng giả đâu mà em nói. Thiệt luôn, em không hề biết thầy làm răng giả. Trời ơi, mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy? Thay hàm răng mà chưa gì là đã mẻ rồi đó. Bây giờ tôi không biết, tôi mấy người phải có trách nhiệm với tôi mới thay đây mà. Đây, tôi còn luôn cái hóa đơn luôn. Còn luôn hóa đơn. Nè. Vừa ăn mắt, vừa làm ăn gian dối nữa. Không sai làm sao cả mà. Dạ chào thầy. Ủa thầy đánh chơi thầy. Mới tới hả? Dạ đâu có, em tới lâu rồi. Nhưng mà nghe điện thoại cho nên em không có tiện vô. Em biết có một câu chuyện vui lắm nè, mới biết luôn á, anh xin kể cho mọi người nghe đó. Cô Hiền kể đi, cô cái chuyện có duyên nhất mà. Thì em kể nha. Câu chuyện nói về hai tên ăn trộm một hôm chui từ ống khói xuống nhà của một người triệu phú đang ăn trộm. Nhưng mà không có may là bữa đó triệu phú người ta không có đi ngủ, mà ông triệu phú đang đọc sách vậy nè, cái tên trộm thứ nhất tự nhiên làm rớt đồ, tiếng động vang lên, cái ông triệu phú hết hồn. Ai đó? Tên trộm đó lật đật không biết làm gì hết, mới giả bộ làm tiếng mèo kêu miêu. Thế là ông triệu phú yên tâm. Thì ra chỉ là mèo thôi. Xong cái tên trộm thứ hai tự nhiên cũng làm rớt đồ, mà tiếng động nó kêu to hơn nữa. Cái ông triệu phú cũng ai đó, thì tên trộm thứ hai không chịu kêu mèo mà lại nói nguyên một câu dài thòn thì là to, đó là ai đâu, chỉ cũng là một con mèo thứ hai thôi mà. Anh này, anh làm gì anh cười to quá vậy? Thì răng đẹp thì cười to thôi. Răng đẹp mà lo gì đúng không? Dạ em chào thầy. Dạ chào thầy. Ngày xưa cũng có một cái câu chuyện, cuối cùng rút ra được một bài học. Tôi nói rằng lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cái răng đẹp, miệng đẹp thì lời nói cũng phải đẹp như vậy nó mới xứng. Oh yeah. Dạ. Về lục đi. Tự điển kiếm bốn chữ nụ cười khả ố như thế nào?
lá vàng reo rắc khắp châu thân, người mà đến tuổi cũng đành lủng răng. Răng mà rùng chí nhiều rồi á. Hả? Chẳng con chí mố à. Ủa, thầy hiệu phó, mừng răng mà thầy buồn rồi á. Tôi không có mần răng. Mần răng, răng rửa, răng nọ nhé chứ. Đã nói không có mần răng mà không có rửa răng luôn, hiểu chưa? Ủa, trời, sáng mà thấy rơ, sáng mà thấy rửa. Hỏi chi mà hỏi nhiều, rửa. Ô cha mẹ ơi, răng mà tồi ghê. Ủa, chào thầy. Đi với tôi. Nhưng mà em đang dạy lớp đi. Nằm mấy đứa từ quán nha. Có chuyện gì vậy thầy? Đi. Chuyện gì vậy thầy? Ra đây. Thầy, có chuyện gì vậy? Em đang dạy mà. Tôi có chuyện muốn nói với thầy. Thầy ơi, thầy ơi, thầy. Dạ, thầy. Thầy ơi, thầy, thầy. Bạn làm trốn học kìa thầy. Trời, cái thằng này. Thầy phải. Nè, đứng lại đó. Nè. Gì? Giải thích. Thầy ơi, chuyện nói sao với thầy? Em phải đi giải quyết cái thầy. Nói sao vậy thầy? Nói thầy cho thầy ơi. Tôi. Nè. Tôi chưa nói mà. Đừng lại. Thầy thì làm gì thầy? Vô đây! Thầy! Em! Ra ngoài! Tôi nói ra ngoài! Mang! Dạ, dạ, dạ. Phúc em! Thầy! Thầy bước tới em la lên với thầy! Tại sao lại đỡ đối xử với tôi như vậy? Em có đối xử gì với thầy? Gieo chi bây giờ tôi phải khổ sở vậy? Em có làm gì đâu thầy? Đêm tôi đã không ngủ được. Thầy không ngủ được thì làm sao thầy kiếm em thầy? Vợ tôi nó hỏi tại sao anh không ngủ. Thì thầy trả lời cho vợ thầy đi. Nó nói với tôi rằng mặt tôi bây giờ giống con trúc lắm. Nó rào lắm. Thầy nói đi. Thầy đứng ở lại nha. Thầy mà bước tới là em la lên liền á. La hả? Vậy cái chuyện ở trong toilet hôm bữa là thầy nói ra phải không? Toilet nào rồi? Ngày nào thầy? Thầy nói gì vậy thầy? Thầy đừng có giả bộ! Trời ơi! Bao nhiêu năm dạy học, bao nhiêu năm đứng lớp, giờ làm lãnh đạo, chỉ vì thầy thôi mà bây giờ tất cả những cái gì gọi là lòng tự trọng của tôi nó đổ xuống sông xuống biển đó thầy biết không? Thầy, cái chuyện là chuyện của thầy, sao em biết được thầy? Phúc ơi! Diễn xuất hay lắm, tài tình lắm. Tại sao đi làm nghệ sĩ, làm thầy giáo chi hả? Thầy nói gì vậy thầy? Làm thầy giáo chi thì em... trong khi đó tôi dạy ngày dạy đêm bình thiên hạ, tại sao nỡ phúc nỡ hại tôi? Em có hại thì gì đâu thầy. Chính thầy trong toilet thầy thấy cái hóa đơn làm răng giả của tôi, mày biết mà thầy đem thầy nói với tất cả trong trường này. Trời ơi, còn gì là mặt mũi của Lê Bá Nguyệt này nữa. Ôi thầy, vậy là thầy làm răng giả hả thầy? Chứ còn cái gì nữa? Em đâu có biết thầy làm răng giả đó thầy. Trời ơi, thầy làm răng giả y như thiệt, bữa em không để ý luôn thầy. Thầy không biết thiệt hả? Dạ, em đâu có biết đó thầy. Thầy đừng có nói giống tôi. Em không hề biết luôn. Bây giờ thầy nói em biết là thầy làm răng giả. Trời ơi, cả thầy cô đều biết.
Bà Lao Công còn biết mà. Ủa sao, sao người ta biết thầy? Cái đó tôi hỏi thầy. Em đâu có biết đâu, tại từ trước giờ em đâu có biết thầy làm răng giả đâu mà em nói. Thiệt luôn, em không hề biết thầy làm răng giả. Thầy thề đi. Em thề, em không bao giờ biết thầy làm răng giả. Nếu em biết thầy làm răng giả, em muốn nói làm chi? Nói chuyện cá nhân của thầy. Cái răng của thầy răng giả là quyền của thầy mà. Vậy là thầy không có nói. Em không hề nói thầy làm răng giả. Trời ơi, vậy là do tôi tưởng tượng ra hả? Phúc ơi. Dạ. Chỉ có mình Phúc biết cái chuyện mà tôi làm răng giả. Bí mật nha. Dạ. Làm ơn làm phước giữ bí mật giùm tôi nghe. Dạ em xin thề, em sẽ không bao giờ tiết lộ cho ai biết là thầy quyền làm răng giả. Em hứa với thầy. Lời thề của người thầy giáo. Dạ, lời thề của người thầy giáo.